Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, trái đất luôn vận động không ngừng. Sự vận động của trái đất đã sinh ra nhiều hiện tượng địa lý có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người. Sự luân phiên ngày đêm, giờ trên trái đất, sự lệch hướng, chuyển động của các vật thể là những hiện tượng sinh ra từ chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Vậy, trái đất có sự chuyển động tự quay quanh trục như thế nào và những hệ quả của nó ảnh hưởng đến con người chúng ta ra làm sao? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Và trong bài học ngày hôm nay, mục tiêu của bài học, các em sẽ tìm hiểu những nội dung. Các em nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên trái đất và các em sẽ mô tả được sự lệch hướng chuyển động của các vật thể theo chiều kinh tuyến. Ở tiết học trước, cô và các em đã tìm hiểu về hệ quả đầu tiên của sự vận động tự quay quanh trục của trái đất, đó là sự luân phiên ngày đêm. Và tiếp theo, trong tiết học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu hai hệ quả tiếp theo, đó là giờ trên trái đất và hệ quả sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Khi tìm hiểu về hệ quả giờ trên trái đất, các em cần phải hiểu thế nào là giờ địa phương. Giờ địa phương hay còn gọi là giờ mặt trời, giờ ở đây được thống nhất ở tất cả các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến. Mỗi kinh tuyến sẽ có một giờ riêng và giờ đó gọi là giờ địa phương. Và sau đây là ví dụ. Các em cùng quan sát, ở đây cô thể hiện 3 đường kinh tuyến và mỗi kinh tuyến có một giờ riêng. Như là đường kinh tuyến 105 độ đông là 24 giờ, thì kinh tuyến 106 độ đông là 0 giờ 04 phút. Kinh tuyến 104 độ đông là 23 giờ 56 phút. Vậy thì các em thấy được rằng mỗi đường kinh tuyến như vậy là cách nhau 4 phút. Và sau đây, cô và các em cùng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 6.4, em hãy cho biết bề mặt trái đất được chia làm bao nhiêu múi giờ? Việt Nam thuộc múi giờ thứ mấy? Múi giờ nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT? Xác định múi giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Trước tiên, cô và các em cùng tìm hiểu xem bề mặt trái đất được chia ra làm bao nhiêu múi giờ. Các em hãy quan sát hình 6.4, các khu vực giờ trên trái đất. Thì đầu tiên, các em sẽ xác định được khu vực múi giờ số 0. Và từ khu vực múi giờ số 0, các em xác định qua phải sẽ lần lượt là múi giờ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12. Và từ khu vực múi giờ số 0, các em xác định ngược lại qua trái sẽ là múi giờ trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8, trừ 9, trừ 10 và trừ 11. Vậy, bề mặt trái đất của chúng ta được chia ra tổng cộng là 24 múi giờ. Và sở dĩ người ta chia bề mặt trái đất ra làm 24 múi giờ như vậy là để tiện cho việc tính giờ và giao dịch quốc tế. Người ta đã quy định giờ thống nhất cho từng khu vực và giờ đó được gọi là giờ khu vực. Bề mặt trái đất được chia ra làm 24 khu vực giờ khác nhau. Mỗi khu vực là một múi giờ tương ứng với 15 độ kinh tuyến. Và sở dĩ mỗi khu vực như vậy tương ứng với 15 độ kinh tuyến bởi vì chúng ta biết có tổng cộng là 360 đường kinh tuyến và chúng ta sẽ lấy 360 đường kinh tuyến chia cho 24 khu vực giờ thì mỗi khu vực giờ sẽ tương ứng với lại 15 độ kinh tuyến. Và múi giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua
Đài Thiên văn Greenwich ở thủ đô London của nước Anh được chọn là múi giờ gốc. Đó là múi giờ số 0, và giờ được tính theo múi giờ gốc sẽ làm giờ giao dịch chung trên thế giới, gọi đó là giờ quốc tế, viết tắt là giờ GMT. Vậy thì các em đã biết bề mặt trái đất được chia ra là 24 múi giờ. Vậy Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ số mấy? Các em cùng quan sát vào hình 6.4, và để xác định được Việt Nam thuộc múi giờ số mấy thì các em sẽ xác định được ra Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam của chúng ta. Và khi đã xác định được vị trí của Hà Nội thì chúng ta dễ dàng xác định được Việt Nam thuộc múi giờ số 7. Là các quốc gia có cùng múi giờ với Việt Nam chúng ta là múi giờ số 7, như là nước Lào, nước Campuchia, Thái Lan và Indonesia. Bốn quốc gia này và Việt Nam cùng thuộc ở múi giờ số 7 và có chung một khu vực giờ. Câu hỏi tiếp theo, cô và các em cùng thực hiện, là múi giờ nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT? Trước khi trả lời câu hỏi này, các em hãy cùng xác định lại khu vực giờ gốc, hay còn gọi là khu vực múi giờ số 0. Và các múi giờ ở phía bên trái của khu vực giờ gốc ta gọi đó là giờ muộn, đó là các múi giờ có dấu trừ ở phía trước. Những khu vực này sẽ có giờ muộn hơn so với giờ GMT. Và những múi giờ nằm ở phía bên phải của khu vực giờ gốc ta gọi đó là giờ sớm. Và những khu vực này sẽ có giờ sớm hơn so với giờ GMT. Và để xác định xem Việt Nam chúng ta có giờ sớm hay muộn hơn so với giờ GMT thì các em cần phải xác định xem Việt Nam nằm ở múi giờ số mấy. Và cái này hồi nãy chúng ta đã làm rồi. Việt Nam chúng ta nằm ở múi giờ số 7 và nằm ở phía bên phải của khu vực giờ gốc, nên múi giờ của nước ta sẽ sớm hơn so với giờ GMT. Hay nói cách khác, múi giờ của Việt Nam sẽ sớm hơn so với giờ quốc tế. Và tiếp theo là một bài tập nhỏ, là các em hãy quan sát hình các khu vực giờ trên trái đất và xác định múi giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Thì múi giờ của Hà Nội, hồi nãy cô và các em đã xác định rồi. Hà Nội chúng ta nằm ở khu vực múi giờ số 7. Còn Washington thì trước tiên các em phải xác định được vị trí của Washington trên hình. Và đây là vị trí của Washington. Thì từ đây ta sẽ dễ dàng thấy được Washington nằm ở múi giờ trừ 5. Moscow thì nằm ở múi giờ số 3. Và Tokyo nằm ở múi giờ số 9. Bài tập này rất đơn giản. Các em chỉ cần xác định đúng vị trí của các thành phố trên hình thì các em sẽ dễ dàng xác định được múi giờ của các thành phố đó. Để tránh sự hỗn loạn về ngày tháng, nên là vào Hội nghị quốc tế về kinh tuyến họp tại Washington năm 1884 đã thống nhất về một đường thay đổi ngày quốc tế, hay còn gọi là đường chuyển ngày quốc tế, như là đường màu đỏ gấp khúc cô đang thể hiện trên hình. Đường này đi gần với kinh tuyến 180 độ kinh đông và đi từ Bắc Cực cho đến Nam Cực, và nhằm để tránh cho trong cùng một quốc gia có hai ngày khác nhau, nên người ta đã quy ước ra đường đổi ngày quốc tế. Và theo quy định, khi các phương tiện giao thông đi ngang qua đường này, ngày tháng cũng sẽ phải thay đổi. Nếu như
đi từ bán cầu Tây sang bán cầu Đông qua đường này thì phải tăng thêm một ngày. Còn nếu như đi từ bán cầu Đông sang bán cầu Tây, tức là đi từ bên trái sang bên phải của đường này thì sẽ phải giảm đi một ngày. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong phần hệ quả số 2 giờ trên trái đất. Và trong phần nội dung này, các em cần phải nắm những ý chính sau. Ý đầu tiên là các em cần nhớ bề mặt trái đất của chúng ta được chia ra làm 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng và ta gọi đó là giờ khu vực. Ý tiếp theo các em cần nhớ, Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ số 7 và có giờ sớm hơn giờ GMT. Nội dung cuối cùng cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay là hệ quả số 3, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và các em cần nhớ, sự lệch hướng này chỉ đúng với thể rắn, thể lỏng và thể khí mà thôi. Các em cùng quan sát hình 6.5, sự lệch hướng do vận động tự quay của trái đất và thông tin trong bài. Em hãy cho biết, ở bán cầu Bắc, vực chuyển động theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu. Ở bán cầu Nam, vực chuyển động theo hướng từ E đến F và từ O đến B bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu. Và các em hãy rút ra kết luận về hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến. Để trả lời được các câu hỏi trên, trước tiên các em cần phải xác định được bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Và đây là đường xích đạo hay còn gọi là vĩ tuyến gốc, cô đã thể hiện bằng màu đỏ. Ở phía trên đường xích đạo là bán cầu Bắc, phía dưới đường xích đạo là bán cầu Nam. Và trước khi để xác định được vực chuyển động lệch về phía bên nào, các em cần phải xác định được các điểm xuất phát như là điểm A, điểm C, điểm E và điểm O. Thì đầu tiên, từ A đến B, các em quan sát trên hình, vực chuyển động không đi theo hướng thẳng mà sẽ bị lệch sang hướng bên phía bên phải. Tương tự, từ C đến D, vực cũng chuyển động bị lệch về phía bên phải. Và từ E đến F, theo như các em thấy trên hình, vực chuyển động sẽ bị lệch về phía bên trái. Và cuối cùng, từ O đến B, vật cũng chuyển động bị lệch về phía bên tay trái. Vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng, ở bán cầu Bắc, vật chuyển động lệch về bên phải. Còn ở bán cầu Nam, vật sẽ chuyển động lệch về bên tay trái. Vậy thì tại sao trên trái đất lại có sự chuyển động bị lệch hướng như vậy? Nguyên nhân là do trái đất của chúng ta tự quay quanh trục đã sinh ra một lực làm cho các vật đang chuyển động trên trái đất đều bị lệch hướng so với hướng ban đầu. Và lực này người ta gọi đó là lực Coriolis. Và hướng lệch của các vật chuyển động sẽ khác nhau ở hai bán cầu. Và hướng chuyển động của các dòng sông, dòng biển, các loại gió chính, đường bay của đạn và tên lửa cũng bị lệch hướng như vậy. Tuy nhiên, tùy vào vị trí của các vật trên trái đất mà hướng lệch của chúng sẽ khác nhau. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong phần hệ quả số 3 là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và ở phần này, các em cần nhớ sự chuyển động của trái đất quanh trục làm cho các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng. Ở nửa cầu Bắc, vật sẽ bị lệch về bên phải, còn ở nửa cầu Nam sẽ bị lệch về bên tay trái. Tiếp theo là phần luyện tập. Em hãy lập một sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Ở những bài học trước, cô đã hướng dẫn các em lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức hay còn gọi là sơ đồ tư duy.
thì khi trái đất chuyển động quanh trục sẽ sinh ra ba hệ quả sau. Hệ quả 1, ngày đêm luân phiên nhau. Hệ quả 2, giờ trên trái đất. Hệ quả thứ 3, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên trái đất. Và nội dung cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay là phần bài tập. Căn cứ vào hình 6.4 và các kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng sau. Biết rằng giờ quốc tế hay còn gọi là giờ GMT là 12 giờ vào ngày 1 tháng 10 2020. Qua bảng ở phía bên dưới, các em sẽ thấy chúng ta có 4 địa điểm là London, Hà Nội, Bắc Kinh và Washington. Và giờ ở London, đề bài đã cho chúng ta biết trước là 12 giờ vào ngày 1 tháng 10 2020. Và các em dựa vào hình 6.4 các khu vực giờ trên trái đất kết hợp với kiến thức đã học để xác định giờ của 3 thành phố còn lại là Hà Nội, Bắc Kinh và Washington. Để xác định được giờ của các thành phố nêu trên thì đầu tiên các em phải xác định được vị trí của các thành phố đó trên bản đồ. Đầu tiên là Hà Nội, Washington và Bắc Kinh. Bước tiếp theo, các em sẽ xác định giờ. Như trên bản đồ thì người ta đã để sẵn giờ bằng hình các đồng hồ ở phía bên dưới. Và thành phố London hiện tại là 12 giờ. Và từ đây, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được giờ của các thành phố còn lại. Hà Nội chúng ta thấy sẽ là 19 giờ vào ngày 1 tháng 10 2020. Tương tự, Bắc Kinh ở múi giờ số 8 và sẽ là 20 giờ vào ngày 1 tháng 10. Và cuối cùng là Washington ở múi giờ trừ 5 và có giờ là 7 giờ vào ngày 1 tháng 10 2020. Như vậy, các em chỉ cần quan sát kỹ hình 6.4 và dựa vào những kiến thức cô đã hướng dẫn trong bài, chúng ta sẽ dễ dàng hoàn thành được bài tập này. Và bước cuối cùng, cô và các em cùng điền kết quả vào bảng sau. Như hồi nãy chúng ta đã làm, thì chúng ta biết rằng Hà Nội là 19 giờ vào ngày 1 tháng 10, 2020. Bắc Kinh 20 giờ, cũng là ngày 1 tháng 10, 2020. Và Washington là 7 giờ vào ngày 1 tháng 10, 2020. Và sau đây là nội dung ghi bài. Các em ghi bài vào tập tiếp theo của tiết học trước. Bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Hai la mã, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Hướng dẫn về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập. Học bài số 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất, phần 2 la mã. Bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả, các em học phần 1 và phần 2 la mã. Tuần sau, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần 4. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.